Tôi tên là Nguyễn Văn Bông, là năm nay tôi 54 tuổi. Thì nói chung là tôi thường xuyên đau bụng và đi ngoài, và tôi uống được nhiều thuốc gồm đại tràng nhưng mà tôi cảm thấy là nó không khỏi, cho nên tôi có coi trên Facebook và tôi có thấy và phát hiện ra là cái bảo tử colon này, cho nên là tôi có mua về uống. Nhưng khi tôi uống cái liệu trình đầu tiên thì tôi cảm thấy là nó giảm nhiều. Khi sáng tôi đi vệ sinh xong và tôi ăn sáng xong bằng nào, trước kia là 3-4 lần, nhưng mà khi mà liệu trình đầu tiên nó giảm bớt chỉ còn 1-2 lần. Và tôi thấy là công tác tôi là công tác tài xế đi đây đi xa và có những cái triệu chứng như vậy thì nó đi xa vậy nên thì không tốt. Và tôi uống tới nay là thấy 3 liệu trình rồi và bây giờ tôi cảm thấy là nó bớt là trên 60-70% rồi. Đã, nói chung là tôi thấy rằng là cái bào tử colon này nó tôi có đi về quê ở dưới Trà Vinh ở dưới, tôi có giới thiệu cho mấy người ở dưới và họ cũng có đặt mua cái sản phẩm này và có chuyển về dưới 2-3 liệu trình, và tôi cũng có theo dõi và cũng hỏi thì họ nói là nó rất tốt. Thôi, cảm ơn.